Good morning. Hôm nay thử thức gì thì các bạn thấy là giá Bitcoin đã qua khỏi 39.000 rồi. Và thực ra giá Bitcoin sáng nay khi mà thử mới thức gì đã chỉ qua 38.000 mà thôi, bây giờ đã qua luôn 39.000, tiến tới 40.000. Thì có một số thông tin ngắn thường muốn chia sẻ với các bạn. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin tăng đạt kỷ lục mới và không chỉ riêng là Bitcoin các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những altcoin đi thì trên coin 360 các bạn thấy được là toàn bộ là một màu xanh, có rất ít màu đỏ. Và đương nhiên trên Core 60 đó thì các bạn thấy được là màu xanh càng đậm có nghĩa là càng tăng mạnh mà màu xanh càng đỏ nghĩa là càng xuống mạnh. Và hôm nay thì phần lớn là màu xanh. Và các bạn thấy là bitcoin tăng, Ethereum cũng tăng nhưng mà những đồng mà tăng mạnh như là XRP thì đã tăng hơn 50% rồi. Thì những bạn nào mà tin tưởng XRP mà mua cái đợt mà xuống giá thì đừng cũng chúc mừng các bạn. Cuối cùng thì các bạn cũng có được một cái phần lợi nhuận xứng đáng. Tại vì đây là một cái rủi ro mà các bạn phải chấp nhận rất là cao và chúng ta thấy được là thị trường ngày hôm nay đấy để thường refresh cái trang coin gecko lại thì coin gecko cho các bạn thấy là bitcoin thì tăng 12,8% uh, ethereum thì tăng 8,5% và các bạn thấy đây xrp thì dựa theo coin gecko đã tăng 42% litecoin tăng 2,1% cardano 6% polkadot 0,8% bitcoin cash 2,4% stellar lumen 4,6% chainlink 1,2% và Binance Coin 6,3% Thì chúng ta thấy được là những altcoin cũng tăng theo Bitcoin Tuy là bây giờ Bitcoin vẫn là cái đồng mà dẫn đầu Và chúng ta thấy được là Bitcoin bây giờ đang tiến tới một cái dùng mà rất là quan trọng Kế tiếp đó chính là cái dùng 40.000 đô Thực ra mà nói sau khi Bitcoin đạt đỉnh mới liên tục Thì các bạn thấy được là bầu trời thì không có một nơi nào gọi là nơi cản trở hết Có thể các bạn dùng một số những công cụ như là Fibonacci Restraintment. restraints và có thể là các bạn sử dụng một số những công cụ như là fibonacci retracement nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là không có ai khi biết được Bitcoin sẽ ngừng ở đâu Chúng ta chưa thể nhìn vào những cái giá mà tròn như là 40.000 đô Thì có thể là đây là một cái dùng cản chế tâm lý Tại vì nhiều người có thể cảm thấy là 40.000 đô là một cái giá rất cao Có thể dẫn đến những người có cái ý định là chốt lời Nhưng mà chúng ta thực sự là không biết được Chúng ta không biết được là Bitcoin có phá 40.000 đô và đi thẳng tới 50 hay là không Tại vì các bạn thấy là 30.000 đô cũng là một cái con số tâm lý Nhưng mà các bạn thấy là Bitcoin hầu như là không quan tâm đến Và cứ đâm thẳng qua 30.000 đô Bây giờ lại tiến tới 39.259 bây giờ trên con đường tiến tới 40.000 đô thì chúng ta nhìn vào một số thông tin ngày hôm nay thì ngoại trừ thông tin là Bitcoin phá đỉnh mới ra cho bạn thấy được là những cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng có cái tình trạng như vậy chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones thì lại có sự tăng trưởng cao các bạn thấy là bây giờ đã tăng lên cái mức cao và ngay cả Nasdaq cũng vậy tăng lên cái mức cao mọi thời đại các bạn thấy là chỉ số Dow Jones tăng 0,94% ở cái mức là 31.119 điểm S&P 500 tăng 1,51% và Nasdaq tăng 2,27% có thể nói là những cái chỉ số tăng rất là nhiều và các bạn thấy là Nasdaq đã tới đỉnh mới thì chúng ta thấy được là cái thông tin nhận được đó là ngày hôm qua sau khi mà cái cuộc biểu tình lớn xảy ra ở quốc hội thì các bạn đã thấy là sau đó thì tối ngày hôm qua thì quốc hội cũng đã họp trở lại và cuối cùng cũng đã confirm cái này chứng nhận là tổng thống đắc cử có nghĩa là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ đó chính là Joe Biden và cộng với lại cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm qua các bạn cũng đã nhớ là thông tin liên quan đến hai cái ghế nghị sĩ ở thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã rơi vào tay của đảng dân chủ có nghĩa là bây giờ tình hình là chúng ta thấy là quốc hội thì Thượng viện Hạ viện là được kiểm soát bởi đảng Dân Chủ cũng như là Nhà Trắng bây giờ sẽ có tổng thống mới đó chính là tổng thống Joe Biden cũng là người của đảng Dân Chủ thì đây là một điều mình thường đã từng chia sẻ là một cái hiện tượng mà không có nhiều nhà đầu tư thích xảy ra tại vì khi các bạn thấy được là Quốc hội và Nhà Trắng là cùng một đảng đó thì sẽ dẫn đến việc là lập pháp sẽ dễ dàng được thông qua tại vì tất cả đều là một đảng hết và thường không nói tới đảng nào thường chỉ nói tới là cái tình hình chung mà thôi thì chúng ta thấy được là nếu như một lực được đưa ra thì nếu như mà một đảng nắm nhiều quyền lực thì luật đó rất dễ dàng được thông qua và chúng ta nhìn vào tình hình kế tiếp đi thì một trong những điều mà cái chính quyền của joe biden rất là thích đó chính là thuế đây là một điều mà không có gì gọi là quá bất ngờ hết một điều mà joe biden trong lúc ứng cử đã nói tới rất nhiều về cái chính sách thuế của ông ta là sẽ tăng thuế thì các bạn thấy là tình hình bây giờ đã tuy là chúng ta thấy hiện tượng xấu xảy ra nhưng mà chứng khoán vẫn tăng lên tại vì tôi nghĩ là nhiều người bây giờ đã câu chuyện bây giờ được nói tới rất nhiều trên thị trường chứng khoán bây giờ đó chính là tuy chúng ta thấy là có một đảng nắm rất nhiều quyền lực ở quốc hội và nhà trắng nhưng mà ở thượng viện thì chúng ta vẫn thấy là cái sự chia rẽ là 50 50 có nghĩa là 50 ghế là của đảng cộng hòa 50 ghế còn lại là của Đảng dân chủ và cái người mà quyết định nếu như mà tình trạng xảy ra là hai bên cái phiếu bằng với nhau khi mà bỏ cho một dự luật nào đó thì cái người mà quyết định đó chính là phó tổng thống, có nghĩa là Kamala Harris thì Kamala Harris sẽ là người mà quyết định cũng là người của Đảng dân chủ cho nên cái phần thắng cũng nhiên về Đảng dân chủ nhiều hơn. Nhưng mà nhiều người thì cho là cũng chưa chắc tại vì 50-50 thì không có chắc chắn được. Nếu như mà có một số những nghị sĩ của đảng này nhảy qua đảng kia thì tình hình sẽ khác hoàn toàn cho dù là kalama harris là người của dân chủ nữa cũng không có thể nắm chắc phần thắng cho nên đây là điều mà nhiều nhà đầu tư đang à, nói tới và cũng đồng thời một trong những điều mà nhiều đầu tư đang trông chờ đó chính là cái sự in tiền đến từ chính phủ các bạn thấy được là trong cái chính quyền của đảng dân chủ đó thì họ rất thích in tiền cho nên các bạn thấy là những cái gói hỗ trợ đó thường là có cái giá rất là cao Và bây giờ nhiều người nói là chúng ta sẽ chờ đợi thêm 2.000 đô, có thể thêm 2.000 đô nữa Về cái gói cứu trợ nền kinh tế trong cái đại dịch này Thì tiền in ra sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là đẩy cái giá của những cái tài sản tăng lên Trong đó chúng ta có bất động sản, chúng ta có chứng khoán, chúng ta có vàng Và đương nhiên chúng ta có bitcoin Và các bạn thấy là cái giá của bitcoin hầu như cũng đã nhận được điều này Và cũng đã có cái sự tăng trưởng Tại vì chúng ta nhìn vào cái tin tức ngày hôm nay đó thì thực sự nói là không có tin tức nào giải thích được là tại sao giá cứ lại tiếp tục tăng lên nhưng mà một những điều mà thường muốn các bạn suy nghĩ đến đó chính là có một lần nữa chuẩn bị sẵn tâm lý tại vì chúng ta thấy là giá bitcoin thì tiến tới 40.000 đô thì 40.000 đô này thường không biết có phải là một cái vùng mà nhiều người chờ sẵn để mà chút lại hay không có thể nhiều người cảm thấy 4 000 đô là rất là cao tôi thuận thì đương nhiên là tin tưởng bitcoin sẽ lên tới cái mức là 100.000 đô thậm chí hơn còn số đó nhưng mà cái vấn đề đây là cái vấn đề thời gian các bạn có thể thấy là Bitcoin có thể lên 100.000 đô nhưng mà không thể nào mà đi thẳng từ đây lên 100.000 đô được trong một khoảng từ đây tới 100.000 đô có thể là sẽ bị điều chỉnh rất nhiều lần cho nên điều chỉnh là một cái điều mà sẽ có chỉ không biết là khi nào mà mà thôi và các bạn thấy là gần đây thì có cuộc điều chỉnh tuy là điều chỉnh 20% nhưng mà điều chỉnh rất là lạ hầu như là không có cho những nhà đầu tư thời gian để mà suy nghĩ hay là có thêm thời gian để mà mua thêm Bitcoin cho nên có thể là nhiều nhà đầu tư cũng cảm thấy là bây giờ mình chưa đủ bitcoin thì có thể là có điều chỉnh đi nữa có thể là không có sâu lắm nếu như những nhà đầu tư có tiền chờ sẵn nhưng mà đây là một điều mà thường nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ đến nhưng mà cho tới bây giờ thì dựa theo những cái thông tin thường chia sẻ hàng ngày các bạn thấy được là lực mua vẫn còn là rất nhiều tuy chúng ta thấy một số những cái hiện tượng là trong thời gian mấy ngày gần đây thì cái số lượng bitcoin được đưa lên trên sàn có cái sự tăng trưởng nhưng mà cái sự tăng trưởng đó là lại bị cái lực mua rất là lớn khiến cho cái sự tăng trưởng về cái số lượng bịch được đạp trên sàn đó thì cái số lượng rút ra rất là mạnh khiến cho cái số lượng bịch trên sàn thì mất đi hàng ngày đây là một cái hiện tượng mình thường để chia sẻ với các bạn trong dòng nhiều ngày qua tuy nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này các bạn cũng đừng quên nhấn vào cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển cũng như là bấm vào cái link bên dưới để có thể là tìm thấy những cái link như là Facebook, Twitter và Telegram để tham gia vào những cái mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital và một những ưu đãi lớn bây giờ đó chính là sàn MMT một cái sàn mà margin có hỗ trợ Hoa Kỳ và hỗ trợ copy trade và hiện bây giờ các bạn có thể nhận được ưu đãi lên tới 410 đồng USDT Tether khi mà tham gia cũng như là những cái ưu đãi giảm 20% khi các bạn tham gia vào sàn Binance sàn NAPX, sàn Bybit, sàn Coinbase vân vân. Đây là những cái ưu đãi mà các bạn có thể nhận được từ Thuận Capital. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.